Hello các anh em. Đầm cua tổ ấm, khu rừng liễu thần. Đầm cua khá ngon. Bãi nồi tổ ấm luôn. Cây le. Rồi, hello tất cả anh em nha. Vàng. Úi dồi ôi, cái gì đây? 4 con cây le rồi. Người ta phải chơi để Marcia. Để Marcia đổi thể cây le à? Ui, cuồng đao luôn. Ê giời ơi. Hello Danh Quý Nguyễn nha, hello The Xuân Nika, hello Chiến Tống. Nay live sớm, hello Lộc nha. Bài rắn toàn top 2, top 1 cho đục rỡ. Nó lừa đấy. Cảm ơn Lộc Nguyễn nhiều nha em. Ui, JC. Má, à, 3 Pitover đầu. Nhẹ gánh ý chí bất khuất. Giãn cách xã hội. Ây à. Một là chúng ta chơi Kale, hai là chơi Pitover. Ây à, khó. Giãn cách xã hội và set. Mình sẽ chơi thử một game đấu Pitover sao. Pitover. Liệu là có ổn? Ba Pitover tự ra ngay từ vòng 2.1. Liệu là có ổn? JC không bắn được con nào. Thu nhẹ 4 chết đầu. Thốn. Hello Đình Hải nha. À, làm luôn cuồng đao không nhỉ? 8 máu. Bốn chấm năm cơ. Cho con này lên trước đây anh em ơi. Cặp mấy nhà mạnh quá. Các bạn ở Hùng Trần. Nhà này à. Nhà này cũng lắm anh mình thua 3 chết. Ui, không đấm được thêm con kia nhỉ. Hơi tiếc. Hmm.
đam mê cái bộ môn Pitover này cũng mệt phái luôn anh em ơi. Tham thôi bạn ơi. Nhà này có con kia 2 sao rồi. Sát. Tình hình cũng tương đối ổn. À nhà này à, không đấm nổi con cho gát đâu. Thu ba chết. Tarik. Kèo căng, kèo căng, kèo căng. Pitover mới anh em ơi, bây giờ thắng phát là nổ hũ luôn ạ. Không cần phải bán TH nữa. Lấy BF đi. Có gì mình dồn đồ cho JC tạm thời. Dễ buồn ngủ. Nó cứ mưa mưa ấy danh Quý Nguyễn nhở. Lâu lâu đổi tí tài ơi. Còn nói sớm thì lành thành 20. Muộn thành 21. Ăn xe. Giãn cách xã hội. À, nhà này yếu thế. Gặp luôn cái nhà này à. Má thắng rồi. Ừ, may quá anh em ơi, hên. Xít chết. Thu nhẹ. Tham thôi bạn ơi. Nổ 300 triệu. Nên là chúng ta được 15 tiền. Cặp nhà này à? Đấm nổi sét không nhỉ? Không nổi luôn anh em ơi, 99 máu. Mất đi 8. Mình ở Thanh Xuân danh Quý Nguyễn ơi. Thanh Xuân. Xếp như này đi. À, không biết ăn được bãi đá không đây. Chắc đầu tư cái úp cấp đi. Thấy nhìn nó cũng nguy hiểm. Cung cấp cho nó an toàn. Wow.
Cứ mấy trận thua nhẹ là đẹp này. À, V2 thì hơi sợ. Thôi thả thua đi chứ đừng có thắng. Thua trời mình nhiều máu chút. Giờ thắng phát là hỏng luôn anh em ạ. Căn nhà này ui nhà này trâu quá. Mình có con V2 cũng đỡ tí. Đấy, thua tầm 4 chết à. À phục. Cái áo choàng dai luôn mà. 59. Hello Mirai. Anh là kim cương thì chơi nha. Ok. Hello Ricardo Hoàng. Ui. Thêm một Pitover luôn này. Má nhưng mà mình làm gì có Hammer mà liều đây. Không có Hammer không liều được anh em ơi. Có Hammer là mình chơi luôn rồi đấy. Không có người xem vẫn like à? Có 30 anh em xem đấy. Còn một anh em like à, xem mình vẫn like mà lo gì. Chưa thấy V3 sao nhớ lắm rồi. V3 nó để cái kệ thôi em ơi. Nô lệ kệ. Ok, vẫn là thua 3 chết. À, cứ 10 máu ra đi thế này cũng hơi đau đầu. Anh rank kim cương 3 toàn thế ơi. Số. Gặp nhà này thì chắc là thắng đấy anh em ơi. Hai sai ơi. Mình mà lắp cái thú tượng vào đây chắc là trâu quá. Sợ win mất. Thua thêm tầm khoảng 3 trận nữa, 4 trận nữa là được. Là đẹp luôn đấy. Gặp nhà này à. Ok, cũng ổn nha. Vẫn được, vẫn được. Hello bạn Gen Jinbin. Chưa biết nữa Đình Hải ơi, mùa này cố. Cố rướn lên cái rank thích đấu chơi. Kaisa Zeri này. Zeri comeback được này anh em ơi. Lấy con Zeri này về nhá. Zeri chúng ta lắp luôn cái vô cực là đẹp. Anh em like đi nhá. Surima. Nó luôn kể vô cực cho con này xem nào. Hello tất cả anh em. Nay em chơi Zeri Pip một lần kiếm súng ánh sáng. May vẫn được top 1.
Anh em nhớ ấn quả chuông để mỗi khi mà mình ra những cái video mới thì anh em luôn là người nhận được thông báo. Nhà này à, mình lắc cái vô cực rồi. Má thắng luôn à. Má thắng luôn rồi, chán thế. Anh em ơi, bây giờ đánh win trick lại. Nhà này yếu quá. Hello tất cả anh em nha. Cái bùa xanh ánh sáng à. Thực sự là không cần bùa xanh này lắm. Mình về luôn. U diệt quá thơm rồi. Cái thú tượng này. Ui, bạn Đình Hải búp cho mình tinh tinh nữa à? Và một buổi đi nhậu à? Ok Đình Hải ơi, mùa này cố gắng nào. Cánh tay robot à? Được. Raul, mình thay Eiko vào là đẹp. À, JC này thì cũng đang kiểu là kích hệ đây anh em ơi. Nô lệ vãi. Aksan nữa. Ờ, 4 bắn tỉa thôi này. À, đang có cái giãn cách anh em ạ. Nó cũng hơi bị vướng bận ấy. Vướng vướng một tí. Ôi, toàn đồ sát thương này. Đồ đan thì mình không cần nữa anh em ơi. Giờ cần đồ thủ nha. Xem nào. Cái này thì họ kia bất ổn. Chỗ này đi. Đang có cái giãn cách xã hội cho nên là mình phải tách ra như này. Ui, thập tử nhất sinh luôn à. Itover luôn. Ác thế. Khá mạnh ở đây. Hello Minh Bro. Dạo này chế độ 22 chán quá. Sao chán vậy Tesan ơi? Anh thấy vẫn vui mà. Xem lõi gì. Bắn tỉa. Xem nào. Bắn tỉa không? Hay là rain on nhỉ? Mình đang phân vân ấy. Bắn tỉa và Zinnik. Chúng ta có thể bỏ đi con nào được. Không bỏ đi con nào được anh em ơi. Thế này đi. Oh man. Bỏ đi Pitover thì mình nghĩ là sẽ rất rất khó ấy. Giờ kẹp thêm Prelot nữa là đẹp. Nhưng mà với con Jerry 2, cánh tay robot, cuồng đao, lại còn diệt ánh sáng. À, như này thì mình nghĩ là sẽ khó ai có thể đánh bại được mình ấy. Là khó đấy.
Hello tất cả anh em nha. Anh nào đang xem thì đừng quên ủng hộ mình một like nha anh em ơi. Right. Nhà này. Ừ, thế thì mấy nhà kia mình gặp hết rồi anh em ơi, không sợ nhà nào luôn ấy. Nhà Aksan nè. Aksan này thì cũng hên xui. Mình sẽ lên 9 kẹp thêm Pilot vào. À, mạnh quá. Nó bạn Nghĩa Võ. Còn bách luôn. Senna này. Cầm gậy à. Cầm gậy thì cũng hên xui. Thôi mình bây giờ có còn cái đồ gì đâu anh em, cứ lấy thôi. Tích tiền lên 9 kẹp thêm Freelot vào. Là đẹp. Không thì mình có thể lấy những cái trang bị phòng thủ. Seju 2 cũng được. Captain thì như không ai chơi Jerry hết. Có thể mình ôm Jerry 3 cũng được. Lại thêm một đồ ánh sáng nữa này. Ma. Hai đồ ánh sáng này thứ nào chịu nổi. Jerry 2 đồ ánh sáng ạ. Nhà này cũng Jerry nhưng mà đồ xấu. Rontura. Kim như bòi. Này chơi gì đây? Can trưởng à. Thôi bây giờ tích tiền lên 9 anh em ơi. Nếu không chúng ta kẹp Hammer vào vị trí của con V cũng được. Lên 9 là chắc chắc. Lên 9 là anh em mạnh. Bây giờ đã quá khỏe rồi ấy. À, mạnh kinh khủng luôn rồi. Hammer lấy mấy cái ụ súng nữa. Chuẩn bài luôn. Anh em nhỉ? À, con này quá trâu luôn này. Đứng một mình 700 máu. Cái này thì hóa kỹ phát nổ. Bây giờ tí hết của chúng ta thì nó chỉ gây sát thương thôi anh em ơi. Nó không còn là bán không được nữa này. Đấy. Con này Ari rồi. Ari à. AP2 này cũng khá sợ nha. Gặp luôn. Sợ nhà nào gặp luôn nhà đấy. Boom. À, Jerry 2 đồ ánh sáng á. À, mạnh. Này like sớm vậy. Này anh rảnh cho lên like sớm. Hello bạn anh Lưu Thế Tuấn. Thêm Sion à, anh thêm Freelot hoặc là Sion đều được hết. Bài chuẩn. Hammer luôn không? Sion cầm cái đồ này thì thôi nhờ. Má nó tanh đúng trâu luôn ấy. Tôi chỉ sợ là nó hút lâu thôi. À mày xếp chéo chéo để bắt mình thì sao ấy. Lật khe ấy anh em. Một chỉ xuyên phá cũng được.
Nhà này. Nhà đánh Zinix luôn à, cánh tay robot luôn à. Cũng hay. Nhưng gặp mình chắc là cũng đi thôi. Ai bây giờ gặp mình cũng khó mà. Là mình thua mình mới xài tiền nha. À, can trường. Ôi, can xe nó đẩy đi luôn rồi. Ờ. Đẩy mãi không chết được con này, đánh đấm gì. Rồi, vẫn khỏe quá. Anh nào kim cương thì chơi nha. Giờ mình phải tập trung leo lên cái thách đấu rồi. Mới có cái kèo thách đấu của bạn ấy rồi, Đình Hải rồi. Chơi cái kèo thách đấu cái. Anh em nào bực bằng mức kiểu cùng rank thì mình chơi nha. Chứ bị trừ điểm thọt lắm. Sao bị cuống thế nhở? Có bị cà cuống là như nào nhở? Con này không được cộng máu rồi, sai thế. Xếp nhầm tí anh em ơi. Mất đi con tanh rồi. May vẫn win được ạ. Vậy dạo này anh tập trung lên cái rank cao cao tí đã. Bị anh em cười chê nhiều quá. Mấy cái ổ súng này thực sự là nó cũng hơi bị dính dính anh em. Ây da, nó hơi bị dính quá. Hello Nguyễn Văn Tài nha em. Sorry anh đang tập trung một chút, sorry em. Bao tay đậu tặc. Con mình bỏ đi hai bắn tỉa, hai ăn tỉa mất hai Zaun. Không được. Lấy này đi. Cái này về cho Belvet, để cho nó vả. Hai bỏ đi Pitover không? Pitover 4 bắn tỉa bây giờ mạnh quá, không có bỏ được. Công kích khí à, chắc là ngon nha. À, xếp cái này nó khó thế. Thế luôn ạ. Belvet random đồ rất đẹp. À, hơi bị cả cuống ấy. À, chế độ nhà này bắn lót khe được mình rồi. Chết dở. Bắn con này phát là mình mệt với ông này luôn ấy. Anh em ơi che cái. Ừ, đúng rồi, che được. Khéo mình bỏ đi Pitover không? Nào thua đã nhở? Nào thua đã rồi tính. Mô đun thu nhỏ. Cái này cũng được luôn. Hai mô đun đi. Cặp nhà này chiếu à. Thôi cho chiếu thoải mái đây. Chả hello em mà. Sorry anh
Anh tập trung tí. Hello, giờ còn gì? Khá mạnh anh em ơi. Không làm thua mình bỏ đi con Ugot này, anh em mình cho thêm con Sion vào. Trời ơi nó bá. Sion về nó đấm. Bụp. Ugot 2. Bung à, con chó, con nào bung? Hỏi chấm bung. Thanh niên này đã mù công nghệ rồi lại bảo người ta bung. Hỏi chấm bung. Biết chơi điện tử không vậy? Không chịu đọc mấy cái bản cập nhật đi, bảo người ta bung ạ. Chịu rồi, nói thế thì tôi biết ông là mù công nghệ rồi đấy. Nói thế thôi là đủ hiểu. Bây giờ vẫn 25 số. Ừ. Này chơi kiểu gì mà nãy giờ cứ 25 số. Ảo vãi đai. Hài kinh. À hất tung con này của mình rồi. À không, hất tung con kia à. Ui, cái le level 8. Cái le level 9 là mình thua đấy. Hai Zeri. Mẹ, Zeri cầm đồ ngon quá. Và Belvet cầm cũng ngon luôn. Belvet 3. Nice, ông top 1 rồi. Thank you. Anh em đã xem đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nhá. Mở bát lại một cái game top 1. Mãn nhãn với Pitover.